Hôm nay em về thêm một mẫu xe Kia Morning đây các bác này. Trước mắt các bác đây là một chiếc xe Kia Morning với phiên bản số sàn máy 1.25. Và đây là một chiếc xe đời 2014, sạch sẽ gọn gàng. Chiếc xe này rất là tốt và cực kỳ rẻ luôn các bác ạ. Đấy, xe thì ngon ảnh nhá. Sẽ cho các bác xem này, keo chỉ gần như là nguyên zin. Đây này, keo chỉ nguyên zin nhá. Và trên này được trang bị là gương kính chỉnh điện này. Kính chỉnh điện đây các bác ơi. Đấy, kính chỉnh điện nhá. Kính chỉnh điện, gương chỉnh điện hết rồi. Đây gương chỉnh điện đây. Đấy, vô lăng đẹp như thế này. Đây các bác ơi. Ghế da này vừa bọc ghế da mới nhá. Đây tất cả các tem mác nó còn nguyên này các bác ơi. Đấy, tem mác còn nguyên này. Xe để không đâm đụng không va chạm gì đâu. Máy số ngon, gầm vẽ chắc chắn. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đây các bác nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi này. Một chiếc xe số sàn. Và chiếc này cũng rất là rẻ thôi, chỉ có hơn trăm một chút thôi anh ạ. Hơn trăm một chút thôi nhá. Đấy. Đăng kiểm thì còn rất dài anh ạ, đăng kiểm rất dài. Và đặc biệt thì chiếc xe này là đã được rút hồ sơ cầm tay rồi. Rút hồ sơ cầm tay rồi nhá. Đây các bác nhìn là vô lăng nó đẹp như thế này, sạch sẽ gọn gàng đâu đấy. Về ghế da đẹp này, lót sàn mới này, lót sàn mới xanh sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi. Đấy các bác nhìn này. 2014, máy 1.2 và xe đang nổ máy luôn ạ, êm ru. Các bác có thể xem này. Xe đang nổ máy nhá. Đấy, được chưa? Xe đang nổ máy này. Mức độ cái kim tua vòng tua của nó đúng 800 luôn, không lệch đi nào ạ, không lệch nhá. Đấy, ok chưa? Xe khá sạch sẽ gọn gàng và gần như là nguyên bản. 100% nguyên bản luôn, cũng như là máy số con này cực êm. Dòng Morning và máy 1.2 này chạy rất là khỏe. Các bác có thể để ý này. Nội thất nó đẹp như thế này. Đấy. Anh em nhá, anh em nào mà chưa có xe thì có để ý chiếc này đi ạ. Lót sàn đẹp luôn. 2014 và chỉ có hơn trăm tí thôi. Đấy, hơn trăm tí thôi bác nhá. Đây em sẽ đóng cửa cho bác xem form. Form nó khá đẹp luôn. Đây ạ. Sơn xi sạch sẽ đâu đấy, bóng mượt và la răng sắt nhưng mà lốp mới. Đây là lốp mới các nhá. 2014 đẹp như thế này. Mắt đèn sáng đây, máy nổ êm đét luôn. Đấy, 2014. Máy nổ êm đét và hồ sơ đã cầm tay rồi. Trước này là biển Hà Nội. Mắt đèn sáng đây. Biển Hà Nội luôn ạ. Đây ạ, biển 30 các nhá. Đấy, biển 30 luôn. Đây là những mẫu xe mà gọn gàng sạch sẽ cũng như là xe về mua đi gia đình thì nó quá hợp lý cho anh em chúng ta. Đấy, quá hợp lý luôn. Phiên bản số sàn máy 1.25 là một mẫu xe form dáng mới. Đây đèn số 7 đấy ạ. Đấy, đèn số 7 đấy các bác nhá. Đây là một chiếc xe mà về phương diện thì khá là chắc chắn này, bền bỉ này. Điện cũng mới rồi, máy cũng mới rồi. Đấy, form này điện mới, máy mới. Và xe thì bao là zin nguyên keo chỉ các bác nhá. Zin nguyên keo chỉ luôn, không mất phân keo chỉ là. Máy số thì cực êm và chạy khỏe, bao chạy đường dài từ Bắc vào Nam luôn. Mắt đèn sáng đẹp, màn hình cam lùi đủ các bác nhá. Đấy, mắt đèn sáng đẹp đây. Màn hình cam lùi đấy, cam lùi đủ đây rồi. Đấy, chiếc xe này đã rút hồ sơ cầm tay. Nếu như mà các bác mà mua chiếc xe này thì chỉ vào tên trong vòng ví dụ hôm nay các bác mua thì ngày mai thôi, trong ngày mai là có tên luôn. Đấy, nhanh gọn. Rất nhiều khách hàng đang ái ngại về cái việc mà chờ rút hồ sơ, đúng không ạ? Rút hồ sơ rất là lâu. Nhưng mà chiếc này bên em đã hỗ trợ rút luôn hồ sơ rồi. Rút luôn hồ sơ luôn nhá. Đấy, la răng sắt nhưng mà lốp thì còn dày nữa, mới này. Đặc biệt chiếc này gầm thì nó quá đẹp luôn. Em sẽ quay gầm cho các bác đây nhá. Đấy, gầm nó gần như là nguyên bản luôn. Không có một vấn đề gì cả. Cabole thẳng căng luôn này. Đấy, sạch sẽ gọn gàng. Là những mẫu xe mà số sàn, tiết kiệm nhiên liệu và chạy khỏe như thế này. Thì gia đình nhà bác nào mà nếu chưa có xe thì để ý trong chiếc này nhé. Xuân Hùng đã ship xe tận nhà này, vẫn hỗ trợ trả góp này. Đấy, ship xe tận nhà hỗ trợ trả góp các bác nhé. Đấy, đây là chiếc xe mà 2014, phiên bản số sàn máy 1.25. Đấy, chạy đường dài thì nó là chạy đường dài thì vừa êm này, vừa đầm chắc này. Đấy, vừa đầm chắc này. Màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, cho nên chúng ta không phải làm gì nữa, keo chỉ zin luôn. Keo chỉ zin nét luôn nhá. Đây anh em có thể xem này. Keo chỉ trước này zin nét luôn. Đây này, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới này, từ các góc cánh cửa đấy các bác này. Đấy, tất cả nguyên bản hết này. Đây keo này nhá, keo chỉ nguyên bản này. Kính điện này, đấy, được chưa? Kính điện chạy ngon ảnh êm luôn này. Được chưa? Ở đây, về màn hình cam lùi này các bác này. Màn hình cam lùi nét luôn. Và xe đang nổ máy các bác nhá. Điều hòa mát này, ghế da mới. Sơn xi mới, ghế da mới, đăng kiểm dài và lót sàn mới này. Nói chung các bác về không phải làm gì nữa, được chưa? Không phải làm gì nữa nhé. Ngọn này sạch sẽ hết rồi. Sơn xi đẹp. Cái việc này, xe này các bác mua về chỉ việc bấm biển vào tên mà thôi. Vì hồ sơ cũng đã rút rồi, được chưa? Hồ sơ đã rút rồi, keo chỉ zin hết. Táp ly táp lô đẹp. Kính điện 4 kính các bác này nhé. Kính điện 4 kính luôn, đầy đủ hết. Phiên bản số sàn máy 1.2 và đi chiếc này thì nó khá là ở Mỹ rồi, các bác nhá, ở Mỹ luôn.
đấy, mà rất là rẻ luôn. Bác nào chưa có xe thì để cho em đi nhá. Ok ạ, Xuân Hùng sẽ ship xe tận nhà cho các bác luôn. Các bác sẽ để cho em trước này. Vâng, Xuân Hùng xin cảm ơn các bác. Và các bác mà đang xem mà thấy hay, thấy bổ ích, thấy tốt, thấy đẹp thì chia sẻ cho anh em bạn bè nhà mình mỗi người một hai nút chia sẻ nhá. Xuân Hùng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.